34. Kêu họ lập tức dừng tay. Dừng tay. Người bạn đứng ta. Ta là nữ bổ khoái của Khai Phong Phủ. Không lẽ ta hại Khai Phong Phủ mang tội bất nghĩa sao? Liễu Minh Nguyệt, ngươi không lo tới sự sống chết của con trai mình sao? Bây giờ đại nghĩa trước mắt, chuyện này sau này ta mới tính với ông. Ngươi tưởng các người thắng chắc sao? Mặc dù các người bắt được ta, nhưng Giang Sơn Đại Tống cuối cùng vẫn thuộc về ta. Chết rồi, hoàng thượng. Hoàng thượng, Điền đại dân dẫn theo sứ tiết Đại Liêu đến đây cầu kiến. Di thần khấu kiến hoàng thượng. Miễn lễ. Hoàng thượng, vị này là sứ tiết Tần Diệm do Đại Liêu phái đến. Sứ tiết Đại Liêu, gia luật A Ni, khấu kiến hoàng thượng. Tiểu Chiêu, ngươi là trọng phạm triều đình, hoàng thượng đã hạ chỉ phải bắt ngươi lại. Hôm nay ngươi đã tự sa vào lưới rồi. Hoàng thượng thân trong hiểm cảnh, ta phải đi cứu ông ấy. Tránh ra. Chuyện gì vậy? Điền Thăng và bạn thái sư mật mưu tạo phản, chuẩn bị hôm nay thích sát hoàng thượng. Hả? Mời hoàng thượng. Hoàng thượng, lần này Đại Liêu phải thêm sứ tiết đến đây lần nữa, hy vọng hai nước chúng ta có thể cùng bàn lại đại sự, thương nghị từ đầu. Trẫm nghĩ nếu có thể ở trên buổi luận đàm đạt thành nhất trí, đối với Đại Tống ta và Liêu Bang đều có chỗ tốt, cũng có thể vì vậy hóa giải đi hiểu lầm giữa hai nước. Hoàng thượng Đại Liêu tôi cũng nghĩ như vậy, hy vọng có thể cùng Đại Tống vĩnh thế giàu hảo. Cho nên cố tình phải tôi đến đây trình lên thư chính bút của hoàng thượng Đại Liêu chúng tôi. À, xin hoàng thượng xem qua. Có thích khách, bảo vệ hoàng thượng. Bảo vệ hoàng thượng, có thích khách kìa. Mau chạy đi, mau chạy đi. Cứu hoàng thượng kìa. Có thích khách. Hoàng thượng, cứu hoàng thượng đi. Tại sao các ngươi, các ngươi muốn tạo phản sao? Bảo vệ hoàng thượng. Trương Công Công, Điền Khánh Gia, bảo vệ hoàng thượng. Đi. Bên đây, hoàng thượng. Điền Khanh Gia, hôm nay mai là có khanh đó. Hoàng thượng, chuyện nhỏ như vậy đã làm người sợ mất hồn rồi, người làm sao làm hoàng thượng đây? Điền Khanh Gia, khanh sao khanh lại, tại sao? Chính là vì tên hôn quân và ngươi giác gan sợ chuyện, Đại Tống ta mới luôn luôn bị ngoại tộc ăn hiếp đó. Thì ra tất cả đều là âm mưu của ngươi. Oh!
Sao hả? Được được, ngự miêu để trở thành mèo chết. Xem là đào pháp bảo Dương Xuân dạy cho ngươi nhưng còn chưa được rồi. Lâm Dứt Đao, dù ta còn lại hơi thở cuối cùng cũng phải chấp nã ngươi về quy án. Chiêu này sao ngươi có thể cản được chứ? Âu Dương Quỳnh nói đúng lắm. Một đau cuối cùng của ngươi, mặc dù là chiêu mạnh nhất, nhưng cũng là lúc ngươi phòng thủ yếu nhất. Chỉ cần ta có thể cản được chiêu cuối cùng của ngươi, sẽ có thể thắng được ngươi. Âu Dương Xuân, ngươi quả nhiên là kẻ địch của ta. Quang Thương, Thắng Nam đến rất đúng lúc. Người Điền Thăng, bọn ta sớm biết được ngươi có ý đồ thích sát Hoàng Thượng, cho nên ta mai phục bên cạnh Hoàng Thượng, bảo vệ an toàn cho Hoàng Thượng. Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, Hoàng Thượng à, người không sao chứ? Hoàng Thượng, Hoàng Thượng à, em không sao. Chính đại ca, cái bóng Hoàng Thượng, bản thái sư nắm giữ binh quyền, ý đồ mưu phản, bây giờ đã bị Thần Diễn đại tướng quân bắt lại, đợi ngày xét xử. Bản thái sư này ngang nhiên đại nghịch bất đạo như vậy, trẫm nhất định phải để 1000 tên nghịch tặc này chấp nã quy án mới có thể an định giang sơn đại tống ta. Tử Lạc, 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 Tử Lạc ở đâu rồi? Mẹ đến rồi đây, Tử Lạc. Minh Nguyệt, mùa đường như vậy, Hoàng thượng đã hạ chỉ tra phong chỗ này rồi, Triện hậu vệ cũng phong tỏa khai phong, chúng ta nhất định có thể đuổi được Tử Lạc. Quynh không phải phụ nữ, quynh làm sao có thể hiểu được tâm trạng lúc này của muội chứ? Đứng yên, Tử Lạc, đuổi lại, nếu không ta giết nó đó. Đừng mà, đừng làm tổn hại con trai của ta. Đừng làm tổn thương Tử Lạc, đuổi lại. Đừng mà, đừng làm tổn hại nó. Nếu không ta sẽ giết nó đó. Ngươi không giải thoát đâu, cả khai phong này đều bị phong tỏa rồi. Chỉ cần ngươi thả con trai ta ra, ta sẽ cầu xin giùm ngươi. Ta nhờ vào cái gì phải tin ngươi? Có phải ngươi muốn nó chết không hả? Đừng làm tổn hại Tử Lạc mà. Ngươi đầu hàng đi, ngươi chạy không thoát đâu. Ngươi đã bị bao vây rồi, tất cả cung thủ đều nhắm vào đầu của ngươi. Ngươi nhìn phía sau đi. Đừng qua đây, đừng qua đây, đừng qua đây. Tử Lạc, Tử Lạc, không sao rồi, không sao rồi. Dẫn phạm nhân bàn duệ. Bàn duệ to gan, gặp bổn phủ tại sao không quỳ? Nói đùa, lão phu là thái sư đương triều, một khai phong phủ doãn như nhỏ như ngươi, sao ta phải quỳ xuống chứ? Trên công đường đâu thể để ngươi hỗn láo. Người đâu? Dạ, ép hắn quỳ xuống. Dạ, dạ, quỳ xuống, quỳ xuống. Bàn duệ, người trước lén thả Lâm Nhất Đào, sau đó chỉ thị hắn giết hại sứ Tiết Đại Liêu, cấu kết ngoại bang, mưu đồ giết vua tạo phản, mưu quyền đoạt vị, có nhận tội không? Đây chỉ là lời nói một phía của người, có chứng cứ gì hả? Bàn thái sư, ông còn nhớ ra thứ này không? Cái này, cái này sao lại? Đây chính là thủ dụ ngươi ép ta tráo đổi ra đây. Ngày đó ta từ trong tay Hà Hỷ lấy được, theo lẽ có thể chứng minh tội hành của Điền Thăng. Không ngờ bồi dùng Điền đại nhân đêm khuya đến thăm, không biết có chuyện gì.
cô không biết thật hay là giả bộ không biết đi. Lời nói của đại nhân tôi không hiểu rõ cho lắm. Trên tay các người không phải đã có chứng cứ ta lén thả Lâm Dứt Đao sao? Nếu đại nhân đã biết rõ rồi, vậy tôi không vòng vo nữa. Đại nhân, mời về cho. Lần này ta đến là muốn làm một cuộc thương lượng với cô. Ta muốn cô giúp ta trao đổi thủ vụ trong tay của Bào Chứng. Chuyện này đối với cô mà nói dễ như trở bàn tay. Ông đừng hòng. Cô có tư cách gì ra được chuyện với ta? Bắt tiểu tử này lại cho ta. Dạ. Mẹ. Tử Lan. Tử Lan. Đứng yên. Tử Lan. Mẹ ơi, buông ra, buông ra, buông ta ra, buông ta ra. Cô đừng có rượu kính không uống, muốn uống rượu phạt. Cô muốn lấy lại đứa con của mình